Các bạn thân mến, rất vui vì ngày hôm nay được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần video clip này. Và chị hy vọng là nếu như mà các bạn đã lên xem được phần video clip này rồi thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết là Kem đã có thể bắt đầu cùng với chị lắng nghe một cái bài văn hay được chia sẻ ở trong buổi tối ngày hôm nay nhá. Được không nào? Khá là lâu rồi nhở? Chắc là cũng phải tầm hơn một tuần rồi đấy. Thì chị không có lên phát trực tiếp cùng với các bạn được. Và ngày hôm nay thì chị quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần phát trực tiếp này. Được không? Xin chào các em, xin chào Ngọc Nguyên, xin chào Khánh Ly, xin chào Kim Yến, xin chào Diệu Linh. Hiện tại thì đã có 300 bạn đang xem phần phát trực tiếp này cùng với chị rồi. Đó, rất là đông rồi, đúng không nào? Nếu như mà các bạn lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Hiện tại thì đã có khoảng 300 bạn, 310 bạn rồi đang xem phần livestream này. Lâu ghê rồi nhở, chị em mình không gặp nhau, đúng không? Lâu ghê rồi chị em mình không gặp nhau rồi đây. Các em lên với chị chưa? Xin chào 400 đối thủ. Có vẻ như năm nay Việt Bắc là một bài thơ khá là hot đi. Vì trong tâm trí của các bạn bây giờ thì các bạn nghĩ rằng là cái khả năng cao là sẽ vào bài thơ Việt Bắc. Các bạn đang nghĩ là như vậy. Bản thân chị thì không khuyên các bạn học tủ tác phẩm nào cả. Bởi vì năm nay do dịch bệnh, thế nên là trong cái chương trình học chúng ta cũng đã được giảm tải và khuyến khích học một số những cái tác phẩm rồi. Thì không có lý gì mà chúng ta lại không có thời gian để ôn những cái phần còn lại, đúng chưa nào? Đấy, nên là chị mong là các bạn sẽ không vì cái điều đó mà các bạn gạt phăng đi tất cả những cái tác phẩm khác và khăng khăng cho rằng là năm nay chỉ có thể vào bài thơ Việt Bắc thôi. Không như vậy nhá các em nhá. Chị muốn là các bạn sẽ cố gắng ôn hết. Bởi vì đấy là cái điều mà chị mong muốn. Bởi vì như chị đã nói rồi, giá trị của một tác phẩm văn học không phải là các bạn viết được một bài văn ở trên trang giấy, mà sau khi các bạn viết cái bài đó xong, những cái thứ đó vẫn còn theo các bạn suốt mãi sau này nữa cơ. Được không? Và đó mới là điều mà chị mong muốn. Lâu ghê rồi các em không được nghe giọng của chị, đúng không? Bởi vì là cũng khá là lâu rồi thì chị không có phát trực tiếp cùng với các bạn. Đó. Các em ơi, sẵn sàng chưa? Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau chia sẻ về một cái bài phân tích. Bài phân tích một cái trích đoạn trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Nếu như mà các bạn đã sẵn sàng rồi. Nếu như mà các bạn đã sẵn sàng rồi thì hãy nói là em sẵn sàng rồi để chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhá. Không đợi chờ các đối thủ khác nữa đâu nhá. Ok, nghe cho nó ngấm. Đang gọi bạn bè của mình lên đấy đúng không? Nhiều bạn còn chỉ muốn là em chỉ giữ chị Hiên cho một mình em thôi cơ. Không muốn ấy đâu, không muốn chia sẻ chị Hiên với ai đâu. Nhiều bạn thế thật đấy. Nhiều bạn bảo với chị là em chẳng muốn bạn em biết đến chị đâu. Tại vì là kiểu giống như kiểu là bí mật của em ấy. Rồi, sẵn sàng chưa các em? Xin chào Hồng Ngọc. Xin chào Phạm Nguyễn Phạm Hồng Ngọc. Xin chào Trúc Ly. Rồi, xin chào Hà Thảo, Phan Cứng nè, đúng không? Hết muốn vào sóng. Lại con kiến kìa. Xin chào Minh Khuê. Mấy đứa này đam mê thật sự luôn đấy. Cứ mỗi lần nhìn thấy một chú kiến nhỏ kiểu đi lên trên này là bắt đầu lại ôi con kiến kìa. Sẵn sàng nhá, chúng mình sẽ cùng bắt đầu. 600 đối thủ sẽ cùng bắt đầu với chị ở trong buổi tối ngày hôm nay nhá. Nhưng mà trước tiên để cho chị share cái phần này về đã. Không là nhiều bạn kiểu không biết là chị đang phát trực tiếp ấy. Dạo này chị hay phát trực tiếp kiểu bất ngờ. Một tuần vừa rồi coi như là chị không có gặp gỡ gì các bạn cả, nên là chị biết là các bạn đang nhớ chị lắm. Chính vì biết là các bạn đang nhớ chị là chị dù là vẫn chưa được kiểu vẫn
kiểu sức khỏe vẫn chưa được ok lắm đâu, nhưng mà chị vẫn sẵn sàng lên cùng với các bạn. Tại vì chị nghĩ rằng là nếu như mà chị không phát trực tiếp bây giờ thì sẽ muộn của các em mất, nên là chị đã cố gắng. Nên chị cũng mong là các em sẽ cố gắng như vậy nha. Ok, xin chào Khánh Linh, xin chào Ngân, xin chào Hoài, xin chào Hương, xin chào Phong. Ui dồi ôi. Rồi, xin chào Lan Anh. Ok, xin chào Hoài Thương, sẵn sàng rồi. Thế thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhé. 650 đối thủ, bắt đầu cùng với chị. Đề bài của chúng ta như sau ạ. Phân tích vẻ đẹp bức tranh thiên nhiên và con người Việt Bắc trong đoạn thơ sau. Ta về mình có nhớ ta, ta về ta nhớ những hoa cùng người, rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ánh sao gài thắt lưng. Ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đan nón chuốt từng sợi rang, ve kêu rừng phách đổ vàng, nhớ cô em gái hái măng một mình, rừng thu trăng rọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Đó là một cái trích đoạn, trích trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu, được không nào? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm dạng bài phân tích. Bởi vì khả năng cao là năm nay đề thi của chúng mình sẽ vào dạng đề phân tích. Nhưng mà không biết là dạng đề phân tích ở cái dạng cơ bản hay là dạng nâng cao thôi. Nên chị mong là các em sẽ chuẩn bị tốt nhất cho tất cả mọi trường hợp xảy ra nhá. Được không nào? Bây giờ đã có khoảng 700 bạn rồi. Có vẻ như tầm này cũng đang nước sôi lửa bỏng rồi đây. Thấy các em cũng kiểu bắt đầu lo lắng nhiều thứ rồi. Cũng nên lo lắng là vừa, chứ đừng có kiểu thong dong như thời gian vừa rồi nữa là không được đâu. Lo lắng đi là vừa. Rồi, chính xác, đây là đoạn bức tranh tứ bình ở trong trích đoạn Việt Bắc mà chúng ta được học 90 câu thơ đầu trong trích đoạn trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Đây này em chuẩn bị viết à? Vậy thì tốt quá, đúng không ạ? Thế thì tốt quá Cường ạ. Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau tham khảo cái bài viết mà chị chia sẻ với các bạn ngày hôm nay nha. Được chưa? Đề bài là như vậy. Nhanh chóng chia sẻ về trang cá nhân của mình, để nếu như mà anh chị admin có ẩn cái này đi á, thì mình còn có cái để mình xem lại nhá. Nhanh chóng nhá. Lo gì? Đã học chăm chỉ rồi thì đâu có gì để lo đâu, đúng không? 750 đối thủ. Rồi các bạn ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục bắt đọc bài viết như sau ạ. Rồi. Chú bé lót chót, cái sắc xinh xinh, cái chân thoăn thoắt, cái đầu nghênh nghênh. Đó là những vần thơ đã đi vào sâu thẳm trái tim của biết bao thế hệ học trò từ những ngày đầu biết đọc, biết viết, trong những vần thơ lượm, trong bài thơ lượm của nhà thơ Tô Hữu. Không phải tự nhiên mà thơ ca của Tô Hữu lại có sức sống lâu bền đến vậy. Thi phẩm của ông chính là dựa vào tình cảm và trái tim trần, như nhà thơ Chế Lan Viên có lần tâm sự. Và Việt Bắc cũng là một trong những bài thơ như thế, một trong những bài thơ đi cùng năm tháng, được tác giả cho ra đời vào cuối năm 1954. Tác phẩm được coi là khúc hùng ca và bản tình ca về cách mạng, về cuộc kháng chiến và con người kháng chiến. Đặc biệt, thi phẩm gây ấn tượng với người đọc bởi tình cảm gần gũi qua bộ tranh tứ bình về cảnh và người Tây Bắc. Hai chấm, trích cái phần đó ra. Ok chưa ạ? Sau đó trích cái phần đó ra. Được chưa? Ta về mình có nhớ ta, ta về ta nhớ những hoa cùng người, rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng. Ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đan nón chuốt từng sợi rang, ve kêu rừng phách đổ vàng, nhớ cô em gái hái măng một mình, rừng thu trăng rọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Các bạn ơi, rõ ràng là ở đây chị đã có một cái cách mở bài rất là mới, đúng không? Chị mở bài không phải là đi từ đề tài nữa, mà rõ ràng là nhiều người nghĩ rằng là bài lượm đâu có liên quan gì đến bài thơ Việt Bắc đâu, mà tại sao lại dẫn dắt vào được. Chị lấy một cái tác phẩm đã trở thành một cái bài thơ cực kỳ là quen thuộc với biết bao nhiêu những cái thế hệ học trò, bởi vì chúng ta học cái tác phẩm này là trong chương trình ngữ văn lớp 6, bài thơ lượm của nhà thơ Tố Hữu, đúng không? Và sau đó thì sao ạ? Và sau đó thì chúng ta dẫn vào cái bài thơ Việt Bắc này. Được chưa? Bởi vì đây đều là hai những cái tác phẩm rất là ấn tượng đối với bạn đọc. Đúng chưa ạ? Nhá. Rồi, thì phần mở bài là như vậy.
chúng ta đã hoàn thành cái sứ mệnh của mình ở trong cái phần mở bài, là nêu ra được cái vấn đề cần nghị luận ở đây. Đó chính là vẻ đẹp của bức tranh Tứ Bình, đó là về khung cảnh và con người Việt Bắc. Ok chưa? Nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục làm cái luận điểm 1 cùng với chị. Luận điểm 1 nói về tác giả và tác phẩm như sau ạ. Tô Hữu là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam. Ông đến với thơ và cách mạng cùng một lúc. Các chặng đường thơ của Tô Hữu luôn song hành, gắn bó và phản ánh chân thực những chặng đường đấu tranh cách mạng gian khổ, vinh quang của dân tộc, đồng thời thể hiện sự vận động trong tư tưởng và nghệ thuật của chính nhà thơ. Bài thơ Việt Bắc được ra đời trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, hòa bình lặp lại ở miền Bắc. Đến tháng 10 năm 1954, từ thủ đô Hà Nội, từ thủ đô kháng chiến Việt Bắc, Trung ương Đảng và Chính phủ trở về tiếp quản Hà Nội. Nhân sự kiện thời sự có tính lịch sử ấy, Tô Hữu đã sáng tác bài thơ này. Tác phẩm gồm hai phần, phần đầu tái hiện lại những kỷ niệm cách mạng và kháng chiến ở Việt Bắc, phần sau gợi ra viễn cảnh tươi sáng của đất nước và ca ngợi công ơn của Đảng, của Bác Hồ đối với dân tộc. Đoạn thơ trên thuộc phần đầu của bài thơ, khắc họa tình cảm của con người cũng như tô đậm vẻ đẹp tuyệt diệu của bức tranh Tứ Bình, của bức tranh Tứ Bình Việt Bắc. Được không ạ? Ví dụ là như vậy nha. Phần tác giả tác phẩm ví dụ là như thế. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu phân tích này. Trước khi tô vẽ cảnh vật Việt Bắc qua bức tranh bốn mùa và khắc họa tình cảm của con người, Tô Hữu đã đưa người đọc đi qua khung cảnh chia ly của cán bộ về xuôi và đồng bào Việt Bắc, gặp gỡ những kỷ niệm chiến đấu đau đáu ở trong lòng người chiến sĩ cách mạng, để rồi như một bản nhạc có nốt trầm nốt bồng, ông dẫn dắt người đọc từ trải nghiệm thiên nhiên Việt Bắc một cách quá đỗi chân thực. Đấy, các em thấy không ạ? Bạn này bạn ấy rất là đầy đủ ở chỗ là trước khi phân tích cái đoạn này á, thì bạn ấy còn khái quát lại những cái đoạn phía trên nó nói về nội dung gì luôn cơ. Được không? Bạn ấy còn nói về cái đoạn trên á, nói về những cái nội dung gì trước cơ. Bây giờ bắt đầu này, bạn ấy mới bắt đầu phân tích cái đoạn này này. Năm cặp lục bát đã tạo nên một đoạn thơ đặc sắc, thể hiện sinh động và thấm thía nỗi nhớ nhung tha thiết của người ra đi và người ở lại. Đồng thời thiên nhiên và con người Việt Bắc cũng đã hiện lên trong màu sắc dáng vẻ thân thuộc, đẹp đẽ và bình dị, thấm đượm tình thương nỗi nhớ của người ra đi. Mở đầu đoạn thơ là câu hỏi tu từ, bao trùm là nỗi nhớ về thiên nhiên và con người Việt Bắc. Ta về mình có nhớ ta về ta nhớ những hoa cùng người. Câu hỏi tu từ mình có nhớ ta là một câu hỏi ngọt ngào như phảng phất ý vị của tình yêu đôi lứa. Thế nhưng ta ở đây lại là những người chiến sĩ về xuôi. Ta hỏi mà không cần lời đáp. Thế nên ngay sau câu hỏi ấy đã tự khẳng định và bộc lộ tình cảm xuyến sao bồi hồi của mình. Nhớ hoa, nhớ những hoa cùng người. Hai câu thơ đầy ắp những tiếng nhớ nhung. Nhớ ta, ta nhớ và cũng tràn đầy cả những ta và mình, tạo nên tính đối thoại của câu thơ, vừa mang dáng dấp chiếc cầu nối tình cảm giữa người đi kẻ ở. Điệp từ nhớ cùng với yếu tố đối thoại đã làm cho hình ảnh của những người dân Việt Bắc và cán bộ về xuôi như vấn vít trong lòng nhau, răng mắc như tơ vương quấn quýt. Với Tô Hữu, người cán bộ ra đi không chỉ nhớ đến những ngày tháng gian khổ, mà còn nhớ đến vẻ đẹp đáng yêu của hoa cùng người. Hoa ở đây tượng trưng cho vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Bắc, nhưng hoa cũng có thể đại diện cho chính hình ảnh của con người, bởi tục ngữ vẫn thường nói, người ta là hoa đất. Hơn nữa, tác giả lại vô cùng tinh tế khi sử dụng từ cùng để tạo chất gắn bó cho hoa và người, để từ đó cho bạn đọc thấy được sự tương quan giữa vẻ đẹp của thiên nhiên và con người. Đó là một vẻ đẹp hài hòa, gắn bó chặt chẽ với nhau. Có thể thấy, mỗi khi nhắc nhớ thiên nhiên cũng chính là nhắc nhớ con người, và ngược lại. Được không ạ? Nhá. Ví dụ là như thế. Ok chưa? Nhá. Ví dụ là như thế. Thì chúng ta sẽ có một cái đoạn đầu tiên phân tích hai câu thơ đầu, là hai câu thơ bao trùm cái cảm xúc chủ đạo, thâu tóm cảm xúc chủ đạo của cả cái đoạn thơ này. Và cảm xúc chủ đạo của cả cái đoạn thơ này chính là nỗi nhớ. Phải không ạ? Chính là nỗi nhớ các em ạ. Nỗi nhớ ở đây là nỗi nhớ về thiên nhiên và nỗi nhớ về con người Việt Bắc. Ok chưa? Được không ạ? Nhá. Đây là cái phần phân tích bình thường mà em.
đây là phần phân tích bình thường. Bạn ấy rõ ràng là đã đi đúng hướng bằng việc là bao giờ thì cấu thành thơ, để cấu thành được một cái bài thơ cũng sẽ bao gồm hai thứ, đó là điệu hồn và cấu trúc. Điệu hồn ở đây chính là những cái cảm xúc trong thơ, cấu trúc cái gì ạ? À, cái cấu gì ạ? Cái cấu trúc ở đây chính là cái ngôn từ để cấu thành thơ, là những cái biện pháp tu từ được sử dụng. Tất cả những cái đó đã được bạn ấy phân tích, chị nghĩ là khá là đầy đủ ở trong cái bài viết này. Và chị nghĩ là đây là một trong những cái bài viết mà các bạn cũng cần, cũng nên tham khảo. Được không ạ? Các bạn cũng nên tham khảo. Được chưa ạ? Chị sẽ tiếp tục nhé. Chị sẽ tiếp tục nhé. Bốn cặp lục bát tiếp theo. Cảnh và người nơi chiến khu Việt Bắc cứ lần lượt hiện lên với đủ bốn mùa trong năm. Mỗi mùa một màu sắc, âm thanh chủ đạo tạo thành một bộ tứ bình đặc sắc. Bức tranh tứ bình ấy được vẽ nên những câu thơ, được vẽ nên bằng những câu thơ êm ả nhẹ nhàng, có màu sắc tươi tắn rực rỡ, có ánh sáng lung linh chan hòa, có âm thanh vui tươi đầm ấm. Bức tranh đầu tiên là Việt Bắc giữa mùa đông qua sự phác họa tinh tế về hình khối, màu sắc và ánh sáng. Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao, nắng ánh, dao gài thắt lưng. Hai câu thơ vừa mở rộng không gian nghệ thuật với chiều mênh mang của rừng xanh và đưa không gian ấy lên chiều cao ngút ngàn của đèo núi, chiều cao vời vợi của bầu trời. Đông về Việt Bắc, với màu xanh bát ngát của cánh rừng, điểm xuyết những bông hoa chuối đỏ tươi như những bó đuốc thắp sáng rực, tạo nên bức tranh với những đường nét màu sắc vừa đối lập, vừa hài hòa, vừa cổ điển, vừa hiện đại. Màu đỏ tươi của hoa chuối nổi lên giữa màu xanh bát ngát của rừng già, tạo cho thiên nhiên Việt Bắc trở nên tươi sáng, ấm áp và như tiềm ẩn một sức sống xua đi cái hoang sơ, lạnh giá, hiu hắt vốn có của mùa đông nơi dẻo cao. Cùng hiện lên với cái lung linh của hoa chuối là hình ảnh con người ở vùng chiến khu đang trong công việc làm nương. Trước thiên nhiên bao la, con người dần trở nên kỳ vĩ hơn. Nhà thơ không miêu tả dáng người, khuôn mặt, mà lại đặc tả một tư thế của con người xuất hiện giữa khung cảnh đèo cao với lưỡi dao rừng lấp lánh ánh mặt trời ngang lưng. Con người với tư thế làm chủ thiên nhiên ấy đã trở thành linh hồn cho bức tranh mùa đông Việt Bắc, đầy lớn lao, mạnh mẽ, rắn giỏi, đang trong tư thế làm chủ thiên nhiên, làm chủ đất trời. Được không ạ? Ví dụ là như thế. Đấy là cái đoạn mà chúng ta sẽ phân tích hai cái câu thơ ở trong mùa đông. Ok chưa nào? Thế xong rồi chuyển qua mùa xuân, được không ạ? Như sau ạ, chuyển qua mùa xuân này. Như thế này, Việt Bắc khi mùa xuân tới tiếp tục hiện ra trong nỗi nhớ của người ra đi. Ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang. Nếu mùa đông Việt Bắc có lúc chói chang ấm áp, trong sắc vàng của thiên nhiên, trong nắng vàng của thiên nhiên, thì mùa xuân lại được miêu tả trong những gam màu dịu mát trẻ trung. Mùa xuân mang đến bao điều tốt lành cho con người, báo hiệu những niềm vui, sức sống âm thầm đang trỗi dậy, bao trùm lên cảnh vật là màu trắng của hoa mơ. Sắc trắng dịu dàng, trong trẻo và tinh khiết, được viết theo lối đảo ngữ, từ trắng cũng được dùng như một động từ có tác dụng nhấn mạnh vào màu sắc chủ đạo. Dường như nó làm bừng sáng cả không gian núi rừng bởi sắc trắng mơ màng, bâng khuâng và dịu mát. Ta lại chợt nhớ đến hình ảnh hoa mơ rừng từng được Tố Hữu đưa vào thơ cũng đầy thi vị. Ôi sáng xuân nay xuân 41, trắng rừng biên giới nở hoa mơ, bác về im lặng con chim hót, thánh thót bờ lau vui ngẩn ngơ. Những bông hoa mơ ấy dẫu bung nở ở nơi nào vào mùa xuân có lẽ cũng đều mang dáng vẻ như thế. Cái dáng vẻ mộc mạc hoang dại của núi rừng, nhưng cũng không kém phần duyên dáng. Nổi bật trên nền trắng của hoa mơ là hình ảnh của con người với công việc đan nón chuốt từng sợi giang. Người Việt Bắc đan nón gửi tặng bộ đội, dân công. Từ chuốt đã nói lên sự khéo léo, tài hoa, sự chăm chút tỉ mỉ và phẩm chất cần cù tần tảo của người Việt Bắc. Đó cũng chính là nét đáng yêu, đáng nhớ của người Việt Bắc in đậm trong lòng của mỗi người ra đi. Được không nào? Nha. Tiếp tục này. Mùa hè ở Việt Bắc được tái hiện trong nỗi nhớ tràn đầy cả âm thanh và màu sắc. Ve kêu rừng phách đổ vàng, nhớ cô em gái hái măng một mình.
Tiếng ve kêu vang lên báo hiệu một mùa hè đã tới, gợi ra cái náo nức của thời gian qua một tín hiệu rộn rã của không gian. Và dường như thời điểm mà tiếng ve ngân lên cũng là thời điểm mà rừng vách đổ vàng. Bức tranh trong nỗi nhớ của Tố Hữu không chỉ có màu đỏ tươi của hoa chuối, màu xanh ngắt của rừng già, màu trắng muốt của hoa mơ, mà còn có màu vàng rực rỡ của rừng phách khi mùa hạ tới. Phách là một loại cây gỗ lim ở rừng Việt Bắc, hoa nở vào mùa hạ, trước lúc nở hoa, cả rừng đồng loạt thay lá. Động từ đổ ở đây miêu tả sự chuyển màu đột ngột nhanh chóng của bức tranh thiên nhiên, đưa đến cảm giác ngỡ ngàng choáng ngợp trong lòng người. Đây là lúc bức tranh sơn mài được vẽ nên bằng hoài niệm, nên lung linh ánh sáng, màu sắc và rộn rã âm thanh. Tố Hữu không chỉ có một biệt tài trong việc miêu tả sự vận động đổi thay của thời gian, của cảnh vật, mà còn tài trong cả việc miêu tả sự vận động đổi thay của từng mùa, từng ảnh. Chỉ trong một câu thơ mà ta thấy thời gian luân chuyển sống động, hiện lên trong khung cảnh thiên nhiên óng vàng và rực rỡ ấy là hình ảnh cô gái áo chàm cần mẫn đi hái măng, phục vụ kháng chiến. Hái măng một mình mà không hề gợi ấn tượng về sự cô đơn hiu hắt như bóng dáng của người sơn nữ trong thơ xưa, mà trái lại rất trữ tình, thơ mộng, gần gũi và thân thương. Hình ảnh ấy cũng đã gợi ra được vẻ đẹp chịu thương chịu khó của cô gái, đồng thời ẩn chứa đằng sau bao niềm cảm thông trân trọng của tác giả. Cảnh phảng phất buồn nhưng vẫn đẹp, một vẻ đẹp yên vắng, một vẻ đẹp yên tĩnh, vắng lặng, trong sáng, và cả vẻ đẹp làm lưu luyến bước chân của người ra đi. Được không nào? Đâu em Kiến nào? Em ấy cứ lởn vởn quanh đây à? Các bạn ơi, đó thì đó là mùa hạ nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mùa thu xem sao này. Bức tranh tứ bình khép lại là hình ảnh Việt Bắc khi mùa thu tới. Rừng thu trăng rọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Mùa thu cũng là điểm kết thúc của cuộc kháng chiến gian nan oanh liệt, thời điểm chia ly giữa Việt Bắc và những con người kháng chiến. Bức tranh mùa thu được phác họa trong gam màu dịu mát của ánh trăng lung linh huyền ảo, trăng rọi hòa bình là ánh trăng chiếu sáng không khí thanh bình nơi yên vui của chiến khu. Có lẽ những ai đã trải qua những ngày tháng gian khổ ấy mới thấm thía hết những hình ảnh của trăng hòa bình này, như chính Tô Hữu đã từng viết trong Hoan hô chiến sĩ Điện Biên. 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng chí không mòn. Ánh trăng hòa bình được tạo nên từ chính sự hy sinh quên thân mình của biết bao thế hệ chiến sĩ quả cảm. Vì vậy, tả cảnh trăng rừng không thấy sự vắng lặng lạnh lẽo, trái lại nó gợi ra không khí ấm nồng. Hơn nữa, giữa ánh trăng rừng huyền ảo ấy vang lên khúc hát đậm ân tình thủy chung của con người. Đó là tiếng hát của người ở lại, tiếng lòng của người ra đi, hay tự chung lại chính là tiếng đồng thoại của người cán bộ và quân dân Việt Bắc. Tiếng hát ấy đã làm cho không gian sáng ngời hơn và thắm đượm tình người hơn. Khái quát này, bằng những hình ảnh thơ tươi sáng và nét vẽ đậm chất tinh tế, Tố Hữu đã dựng trọn vẹn cảnh sắc thiên nhiên núi rừng Việt Bắc. Không chỉ vậy, qua việc sử dụng khéo léo cặp đại từ mình ta, cách biểu lộ tình cảm nhớ nhung ý nhị, nhà thơ đã giúp cho người đọc hiểu rõ phong cách thơ của ông, hồn thơ trữ tình sâu lắng, thiết tha ân tình và mang đậm tính dân tộc. Độc đáo không kém phải kể đến việc miêu tả trình tự thông thường truyền dịch thời gian, bốn mùa luân chuyển là xuân hạ thu đông. Tuy nhiên, bốn mùa của Việt Bắc lại hiện ra trong quá khứ và hiện tại, đó là mùa đông và mùa thu là lẽ đương nhiên trở thành hiện tại với ánh trăng hòa bình đầy mộng ảo. Đoạn thơ khép lại cũng là lúc ta phần nào hiểu được nguyên do tại sao mà Xuân Diệu lại bày tỏ Việt Bắc là đỉnh thơ cao nhất mà Tố Hữu từng bước lên. Đoạn thơ này xứng đáng là phần hay nhất của Việt Bắc, bởi nó đã để cho người đọc thấy được tình cảm khăng khít giữa con người, cán bộ cách mạng và đồng bào Việt Bắc trong những ngày tháng gian khổ, đồng thời vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp về vùng đất, nơi thủ đô kháng chiến trong những ngày oanh liệt nhất. Tình cảm và trái tim trần của Tố Hữu đã cùng ông viết nên những phần thơ lấp lánh, nồng đượm như thế, như chính tâm sự chân thành của người nghệ sĩ này. Cảnh vật và tinh thần Việt Bắc đã nhập vào hồn tôi, máu thịt tôi, Việt Bắc ở trong tôi. Các bạn ơi, được không ạ? Chị thấy đây là một bài văn rất hay, rất đầy đủ của bạn Đặng Thu Hà. Đây là một bạn ở trong lớp học online của chị.
Và thực sự là cái phần kết của bạn ấy, cách mở của bạn ấy, mọi thứ của bạn ấy đã làm cho chị cảm thấy là đây là một bài văn mà các em có thể tham khảo và các em có thể đưa vào bài viết của mình luôn, học cách viết của bạn ấy luôn. Thực sự là như vậy đấy. Nó không quá là dài dòng đâu, mà nó nói đúng nói đủ về tất cả những cái gì mà các bạn đang cần ở đây. Hiểu với chị không ạ? Nó đơn giản nhưng mà nó vẫn có những cái nâng cao, nó vẫn có những cái để chúng ta hiểu sâu sắc về cái bài này. Được chưa? Đây là một cái bài văn mẫu mà chị đã trích ra từ trong cái tuyển tập 40 bài văn mẫu trọng tâm, và các bạn có thể tham khảo cái cuốn sách này. Chị thấy các bạn, cách bạn ấy viết rất là hay, thực sự là như vậy luôn. Ok không ạ? À, các bạn ơi, ngày hôm nay thì chị cảm ơn các em rất nhiều vì đã lắng nghe cái phần phát trực tiếp này, một cái bài văn mẫu mà chị chia sẻ cùng với các bạn. Các em biết đấy, chị biết là các em đang có rất là nhiều những cái yêu cầu. Chị tin chắc là như vậy luôn. Các em đang có rất là nhiều những cái yêu cầu. Tại sao lại chị lại nói rằng là các em đang có rất là nhiều những cái yêu cầu? Các em muốn là chị phải phân tích gạch thành từng ý mọi thứ. Nhưng mà đây không phải là lúc ôn theo kiểu như vậy nữa rồi các em ạ. Đây không phải là cách ôn theo kiểu như vậy nữa rồi. Nên là chị mong là các bạn sẽ cố gắng để theo kịp những cái bài mà chị chia sẻ, những cái bài văn này. Được chưa nào? Chị mong là như thế nhá. Chị mong là như vậy. Chứ nhiều bạn, chị biết là các em cũng mong muốn nhiều thứ, nhưng mà chị sẽ cố gắng để đáp ứng nhất có thể. Hôm thì chị sẽ like để chị chữa, chị gạch ý cho các bạn. Hôm thì chị sẽ chia sẻ về một bài văn tham khảo cho các bạn. Và ngày hôm nay thì là một cái bài văn tham khảo. Được không nào? Chị cảm ơn các bạn rất là nhiều vì ngày hôm nay đã đồng hành cùng với chị ở trong buổi tối này. Và chị mong là các em vẫn sẽ giữ được những cái tình cảm dành cho chị nhá. Hãy giữ được cái tình cảm dành cho chị. Ôi Tường Vi ơi, các bạn ấy đặt sách là chỉ 1-2 hôm là có thôi. Không ai đặt vào 1 tháng mới có đâu em ạ. Em phải check lại ngay, check lại với cả chị admin ngay nhá. Các bạn ấy chỉ 1-2 hôm là có thôi. Ok không nào? Và xin được mượn một cái lời thơ như thế này để thay lời kết cho buổi tối ngày hôm nay. Cũng là một cái lời cảm ơn của chị dành cho các bạn. Nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi. Nếu nằm mơ, em của tay là chạm vào thùng gạo. Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo. Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình. Chị cũng chỉ mong là các em dành cho chị mấy thước vuông nho nhỏ, giống như là mấy thước vuông tình cảm mà Lưu Quang Vũ dành cho Xuân Quỳnh thôi. Được không ạ? Nha. Cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã lắng nghe cái phần phát trực tiếp của chị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn ngủ thật là ngon nha. Bye bye. Hẹn gặp lại trong những cái phần livestream tiếp theo nhé.